Vì sao có tình trạng này? Thông tin giải đáp được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề làm gì nếu chưa trúng tuyển đợt 1. Chiều qua 6.9, được phát trực tiếp trên các nền tảng thanhniên.vn, facebook.com/thanhniên, kênh YouTube và TikTok của báo Thanh Niên. Chia sẻ trong chương trình, tiến sĩ Võ Thanh Hải, phó hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân, cho biết năm nay có một điều lạ hơn so với năm ngoái là tỷ lệ thí sinh TS xác nhận nhập học tương đối chậm. Tiến sĩ Hải cho rằng một phần nguyên nhân khách quan có thể do trong thời gian xác nhận nhập học, số ngày nghỉ lễ kéo dài và TS còn chờ tới những ngày cuối cùng. Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin đến thời điểm này, theo ghi nhận thực tế từ trường, TS đến làm thủ tục nhập học chậm hơn năm trước, hiện mới khoảng 80%. Nói về tình trạng trên, thạc sĩ Nguyên cho rằng có thêm nguyên nhân từ việc nhiều trường ra thông báo xét tuyển bổ sung ngay trong thời điểm TS đang xác nhận nhập học. Do đó TS dù trúng tuyển nhưng biết các trường còn xét tuyển vẫn nộp hồ sơ xét bổ sung và chờ kết quả trước khi thực hiện xác nhận nhập học. Dù vậy, TS cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Gini đội tuyển theo đúng quy định. Việc gia hạn làm thủ tục nhập học trực tiếp tại các trường thì cần liên hệ cụ thể với từng trường, thạc sĩ Nguyên nhắc nhở. Nhận định chung về tình hình xét tuyển bổ sung năm nay, tiến sĩ Thanh Hải nói, theo số liệu tính toán sơ bộ từ thông báo tuyển bổ sung của các trường đến thời điểm N. Ông Hải nêu thêm, năm nay đợt xét tuyển bổ sung diễn ra với nhiều nhóm trường, với cả những ngành có độ cạnh tranh cao như khoa học sức khỏe. Ông Hải lý giải năm nay có gần 1 triệu TS dự thi tốt nghiệp, trong đó 660.000 TS xét tuyển và trong số này có 92,7% trúng tuyển đợt 1. Với tỷ lệ nhập học bình quân ước tính 90% thì có khoảng 550.000 TS, trong khi số chỉ tiêu vào đại học năm ngoái khoảng 575.000. Chưa kể số xét bổ sung thì đợt 1 năm nay đã thấp hơn 25.000 TS so với năm ngoái. Vì vậy, việc xét tuyển bổ sung là tất yếu cho dù năm nay các trường không tăng chỉ tiêu, ông Hải nói. Thạc sĩ Doãn Nguyên cũng cho hay hiện có số lượng lớn các trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung. Trong đó, trường xét bổ sung ít nhất 100 đến 200 chỉ tiêu, nhiều nhất lên tới 3.000. Lưu ý với TS tham gia xét bổ sung, tiến sĩ Võ Thanh Hải cho rằng cần đặc biệt lưu ý thời gian và điều kiện xét tuyển bổ sung cụ thể từng trường. Có trường chỉ nhận hồ sơ trong 5, 7 ngày, có trường kéo dài 10 ngày. Điểm xét tuyển bổ sung tối thiểu bằng điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Do đó, TS cần xem mức điểm các trường nhận hồ sơ đợt bổ sung ở mức nào trước khi quyết định từ bỏ việc xác nhận nhập học. Điều này cần thiết trong trường hợp điểm thi không an toàn có thể dẫn đến nguy cơ không trúng tuyển năm nay, tiến sĩ Hải nhấn mạnh. Với khối ngành khoa học sức khỏe, tiến sĩ Hải cho biết trường Đại học Duy Tân xét bổ sung bình quân mỗi ngành khoảng 10 chỉ tiêu. Ông Hải dự báo sự cạnh tranh giữa các TS ở đợt bổ sung không nhiều và cơ hội trúng tuyển của TS rất lớn. Lý do là mỗi phương thức xét tuyển đều có sàn tối thiểu. Cụ thể, phương thức xét học bạ và xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực yêu cầu TS phải có học lực khá giỏi lớp 12 theo quy.